Xin chào các bác nhá. Em đang trên đường đi thăm bẫy đấy ạ. Thì em có đánh ở mã trên cao kia cách khoảng 2 tiếng à, từ nhà lên 2 tiếng mấy chiếc bẫy cây ấy, thì có 2 3 tập đi thăm rồi. Cách đây 2 hôm là em đã không đi thăm được rồi. Lười lười các bác ạ. Lúc gần tối hôm qua em có lên trên này cách nhà khoảng 30 phút thôi, đi đặt 5 chiếc bẫy 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 kiểng các bác nhá. Bây giờ em đang đi thăm đây, đi được nửa đường rồi. Đang nằm nghỉ ở cái phiến đá này một chút. Đây là phiến đá to rất đẹp nha. Có rất nhiều những cái cây lan hay cây gì nó mọc nhờ ở đây này. Thôi bây giờ em tiếp tục lên đường đi thăm 5 chiếc bẫy kiểng. 5 chiếc này thì nó gần thôi. Đi 30 phút là đến thôi. Rồi còn tí nữa đến thôi. Tí đến em quay các bác xem nha. Bắt đầu đến chỗ bẫy rồi các bác nha. Qua đánh được có 5 cái thì đánh gần nhà đi thăm cho nó đỡ vất. Đây một chiếc không được. Lõng rõ nhẵn là đánh ở hầm đá mà chả thấy gì. Đây em đánh chỗ này. Đấy. Hầm đá ngon em không có gì. Một chiếc bên trên. Bây giờ đứa con gì các bác ơi. Ui đứa con gì chạy bé bé. Cầy gì này. À cây cây bộc má các bác ơi. Cây bộc má. Ui dồi ôi ngon thế. Mày thế được. Loại này ngày xưa là chê hôi lắm, như bây giờ là đặc sản luôn. Chỗ em mọi người hay đi đánh về bán là 300.000 cân á. Như em đi kiếm một hai con về ăn thôi, chả có bán đâu. Mày thế được con này. Con này mà to đánh tiết canh quá chuẩn, quá ngọt luôn. Ngon hơn rúi, riêng con này đánh tiết canh ạ. Mọi người chả biết cứ bảo hôi nhưng đúng nó là hôi thật. Ngày xưa rất hôi nhưng bây giờ ngon lắm. Hãm thịt canh nó tuyệt vời luôn. Ngọt hơn thịt rúi nha bác. Con này á. Mọi người chưa ăn bao giờ thì cứ bảo là nó hôi. Đúng người nó hôi thật. Như bây giờ nấu mấy chuối ăn không hôi như nào. Tuyệt vời luôn con này. Mày thế. Con này chả to lắm, chắc tầm 8 lạng thôi các bác ạ. Mày quá. Còn 3 chiếc nữa các bác nhá. Chê. Cái bộc má đây. Nó dậy chỗ này, be be này. Đã vào tải các bác nha. Cây bộc má đã vào tải rồi. Đây, em đánh ở trên này. Đây nó có cái lõng nhẵn này. Em lại đặt tiếp lại nhá. Bây giờ tiếp tục đi thăm còn 3 chiếc nữa các bác ạ. 3 chiếc chả biết đâu đây, không nhớ này. Chi là đỏ đỏ đã có mùi ngon. Ba chiếc nó ở đâu? Chiếc nó ở đâu? Lạc rồi. Qua tại em đánh lúc đấy tối quá. Quên. Lúc đấy trời tối cả đi. Chắc là đâu bên này. Em tìm đấy nha, tìm thấy em quay các bác. Đây các bạn, ngay đây. Sập như không được hay sao? Sao lại sập được nhỉ? Sập mà không được, lại được hết nhỉ? Để em đánh cái hầm đá này nhá. Lối đi bên kia rất nhẵn nhỉ. Không hiểu sao. Lạ đời. Rồi em dương lên nữa nhá. Chiếc cuối cùng này các bác ạ. Có 5 chiếc rồi. Con gì nó dẫm vào rồi nhưng mà nó chạm mất đất, nó không bật được.
dẫm một cái bàn thì cái bàn em để ráp đất quá, nó chạm đất nó không không bật được bẫy vào. Thôi bây giờ trên lên đường về thôi các bác ạ. Được một con đấy thôi, 5 chiếc được một con, sập 2 chiếc thì được có một con thôi. Vừa về nhà rồi các bác ạ. Chủ quan không đi tất, vắt nó sơi. Sơi hết đây. Kinh. Xót ruột, bay máu. Một con đá bên này, mới chớm, chưa chảy máu. Mẹ ơi, lên ăn cơm đi. Ăn cơm này. Chuột ăn rồi. Qua rồi sẽ con một hai quả lăn trên mình dưới. Mẹ ăn cơm nha. Lớp lên này. Nhảy lên sáu quả này. Nhé. Hôm nay lúc con thấy thấy rồi này. Thế rồi bán còng này. Quên. Bán thịt còng này.